Tử vi tuổi Tân Dậu 1981, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không? Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng nhất. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có người sinh ra sung sướng đủ đầy nhưng không biết trân trọng rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại, được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ thoát kiếp nghèo đói. Từ đó, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa vui sướng khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi 2021 cho thấy, tuổi Tân Dậu chỉ cần kiên trì vượt qua những thử thách thái tuế và dịch bệnh, mệnh chủ sẽ có cơ hội đổi đời giàu sang, cuộc sống về sau sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hợp tác, mưu sự đều có quý nhân trợ lực, tiền của nhiều như núi. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Tân Dậu có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp, có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi vận trình của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của cô chú tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 6 tháng cuối năm. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 thấy rõ, cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của cô chú tuổi Tân Dậu. Dự án của cô chú trong thời gian sẽ hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ và được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình. Sự nghiệp vì thế mà càng phát triển mạnh mẽ. Tài chính trong thời điểm này cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn lớn cho cô chú. Có điều, phần khí may mắn chỉ là một phần nhỏ, thành công hay không vẫn cần có sự chủ động, tích cực, tự thân phấn đấu của cô chú để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch đang theo đuổi. Tuy nhiên, dù có gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng các thầy phong thủy vẫn khuyên cô chú tuổi Tân Dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó là kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nhanh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang cát lành, may mắn, bình an cho cô chú trong năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của cô chú tuổi Tân Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Nửa cuối năm 2021, những cô chú tuổi Tân Dậu sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có lợi nhiều hơn, tỷ lệ thành công cao hơn. Cô chú mưu sự dễ thành, chi lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Cô chú sẽ thấy nhiều việc khó khăn trở ngại trước đó, nay tìm ra được phương hướng phù hợp để khơi thông thế bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa, cô chú còn phát huy tối đa sự sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý mọi việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng của cấp trên cũng như sự đồng thuận của cấp dưới. Con đường phát triển càng thêm hanh thông. Vậy nên trong thời điểm này, cô chú tuổi Tân Dậu cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu,
Sửu để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt, khi sử dụng vòng, cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính của cô chú tuổi Tân Dậu trong nửa cuối năm 2021 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi nhuận khá bất ngờ. Cô chú nhận được nhiều dự án hợp tác hơn, đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nếu là cô chú làm về bất động sản, sẽ càng giành được nhiều cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập. Cô chú nên nhớ rằng, quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần cô chú phải chủ động giành lấy về phía mình. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong 6 tháng cuối năm này, cô chú tuổi Tân Dậu cần sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. 3. Về mặt tình cảm và gia đạo. Nhân duyên của cô chú tuổi Tân Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 khá lý tưởng. Mối quan hệ rộng mở, cô chú sẽ kết giao được thêm nhiều bạn bè và cả đối tác tiềm năng. Tuy nhiên cơ hội tình cảm cá nhân lại không nhiều nếu cô chú không chủ động nắm bắt. Với các cô chú đã có gia đình thì cô chú cần đặt mình vào vị trí của bạn đời để suy nghĩ và phát ngôn phù hợp. Đôi lúc cô chú có xu hướng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương mà không cần suy xét xem cảm nhận của người ấy ra sao. Như vậy sẽ rất dễ khiến gia đình lục đục, vợ chồng khúc mắc. Còn nếu cô chú vẫn đang độc thân, nhân duyên vượng giúp cô chú gây được thiện cảm đối với nhiều người. Do vậy, nếu cứ ngồi yên chờ đợi thì cơ hội có được hạnh phúc không nhiều, cô chú cần phải chủ động hơn. Ngoài ra, cô chú cần vận dụng triệt để các mối quan hệ của bản thân để tìm kiếm người phù hợp, nếu không thì tình trạng đơn thân vẫn còn kéo dài. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Tân Dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những cô chú còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những cô chú tuổi Tân Dậu không có điều gì đáng lo ngại trong 6 tháng cuối năm. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa, nhưng đều qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Vì vậy, cô chú vẫn nên chú ý sức khỏe, rèn luyện để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, cô chú nên chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là cô tuổi Tân Dậu đang mang thai, rất dễ nguy hiểm đến thai nhi. Để có thể có một năm bình an, cô chú hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp cô chú xua đuổi những hung tinh, phần hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Tân Dậu trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của cô chú tuổi Tân Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người tìm hiểu hung cát từng tháng của cô chú qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, cô chú tuổi Tân Dậu nên đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh sẽ gây ra vận đen đủi, mọi việc không như ý, điểm báo bất trắc rình rập. Do đó, cô chú làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý sự an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Vấp phải cục diện tình hình, vận trình tháng này của cô chú tuổi Tân Dậu khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trúc trắc. Vì thế mà tinh thần của cô chú có dấu hiệu đi xuống, sẽ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc nửa chừng. Cô chú cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc dài. Phương diện sức khỏe của cô chú cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng tinh thần xuống dốc, sẽ bị stress, cơ thể mệt mỏi, sẽ ốm đau. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này hung vận lấn át cát vận, khiến vận trình của cô chú tuổi Tân Dậu thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Có điều, thách thức và khó khăn luôn song hành cùng với cơ hội. Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên,
phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, việc đầu tư làm ăn trong tháng này, cô chú cũng cần hết sức cẩn thận, kẻo bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của cô chú tuổi Tân Dậu là phương diện tài chính. Vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống của cô chú được đảm bảo và nâng cao. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại. Có những thời điểm cô chú phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, cô chú xử lý đâu vào đó. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn đối với cô chú tuổi Tân Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điểm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc, do đó cô chú phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của chính cô chú. Cô chú hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác. Vậy đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét gây ra để tìm cơ hội quật ngã cô chú. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này, tam hợp thái tuế xuất hiện mang theo may mắn cho cô chú tuổi Tân Dậu về phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa vợ chồng được hóa giải, gia đạo khá yên ổn. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Cô chú hãy chủ động và song sáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, cô chú vẫn nên hành sự thận trọng ở thời điểm năm hết, Tết đến. Ngoài ra, tài lộc của cô chú tuổi Tân Dậu thời điểm cuối năm vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, nhất là trong tháng cận Tết, việc sắm sửa tăng cao nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Tân Dậu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn cô chú tuổi Tân Dậu. May mắn trong 6 tháng cuối năm 2021, chú tuổi Tân Dậu được sao Thái Dương chiếu mệnh. Bởi Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì chú sẽ làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 10 là tháng đại cát. Tuy nhiên, chú cần chú ý đến hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về hao tài, tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Cô tuổi Tân Dậu thì khác, kém may mắn hơn khi sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc mang tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia nợ bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu. Bên cạnh đó, cô còn gặp phải hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe, sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi cũng đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Cho nên cô cần chú ý hơn trong thời điểm này. Thứ hai, luôn luôn cắt niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Tân Dậu gồm có các cát tinh lộc tồn, phượng cát, giải thần, hàm trì, tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có bạch hổ, phi liên, thiên quan, tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng, thương tật, bất ngờ. Cùng tam hợp thì gồm có các sao hoa cái, thiên phúc, long trì, tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao. Nhưng tuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, pha toái, quan phù, cản trở công việc, gia đình, có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có hai hung tinh lưu hà và tam môn mang điểm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn, sống nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú Tân Dậu sinh năm 1981.
Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.